Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Hyundai Mighty 2018 đến 2020. Sản phẩm được nhập khẩu tại Hàn Quốc anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua này về hình thức của sản phẩm này. Đây, đây chính là cái lốp điều hòa con Hyundai Mighty 2. Đó. Em sẽ cùng quay để cho anh em xem một vòng nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua lốp được lắp vào với lốp máy qua 4 chân, 2 chân trên, 2 chân dưới, bắt xuyên qua thân vào lốp, xuyên trên thân và dưới thân vào lốp máy. Mặt bích của lốp thì được thiết kế khá là đặc biệt so với các bản đời cũ, tức là bắt một khối liền nhưng mà mặt bích khá là nhỏ này. Đó. Đây là cái hướng mặt bích ra của nó này. Đây là cái rắc điện của bôn điện. Với bản đường là bản đời cao này thì dây cua của nó sẽ là bản 7BK. Đó, bản 7BK đấy anh em nhé. Đây. Và điện áp thì chắc chắn nó sẽ là 24V rồi. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty KDAC tại Hàn Quốc. Đây, chúng ta sẽ lưu ý là modem, tức là cái modem của nó là 7417711 này. Đây là mã code này. Ga thì chúng ta sẽ sử dụng là R134 và dầu chúng ta sẽ sử dụng khi lắp đặt lên là 150ml tương đương 150g. Và chúng ta sẽ sử dụng pang này RL897 này. Và đây là cái mã sản phẩm 99250-57L730. Đây, Made in Korea. Đây chúng ta cùng nhìn này. Nước hàng Hàn Quốc nên rất là sắc sảo. Cực kỳ chuẩn luôn. Lốp được lắp ghép với nhau qua 3 phần, một phần đầu, một phần đuôi và phần giữa, được lắp ghép với nhau bởi con ốc xuyên qua thân anh em nhé. Đây, đây chính là con ốc này. Đó. Đây chúng ta cùng xem sơ qua này. Đó. Đây, phía sau của lốp thì sẽ có một cái van áp suất để bảo vệ lốp. Đây, ta nhìn cùng nhìn nhé. Đây là hàng xịn đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Hyundai Mighty 2018 đến 2020. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.